Và kính thưa quý vị, Biến điện tìm kiếm ngăn cấm sự khạc nhổ trước công cộng tin từ ngưỡng quản. Một chiến dịch vận động ngăn cấm vấn đề khạc nhổ trước công cộng đã tạo ra được nhiều yêu chuộng tại Biến điện, nơi mà hình ảnh của mọi người ăn trầu khạc nhổ để lại một vết dơ đỏ ở bất cứ nơi nào mà họ chọn để nhổ vào đó. Lệnh cấm này được đề nghị vào cuối tháng 8 bởi thành viên của Đảng Đoàn kết và Phát triển USPD của ông Mitch Intoo. Ông ngồi trong Ủy ban Quốc hội cho Dân số và Phát triển Xã hội và nói rằng lệnh cấm này sẽ giữ cho những con đường của Miến Điện sạch sẽ hơn. Ông cho biết là rất nhiều tòa nhà và các di sản công cộng đã bị thiệt hại với những vết dơ màu đỏ của lá trầu. Mike Intoo cũng đề nghị là những người bán trầu nên cung cấp ly hay là bịch ni lông cho khách hàng của họ để nhổ vào. Mark Mothfield là người bán trầu trong gần 20 năm nói rằng bà ủng hộ cho luật cấm nhổ nhưng lo lắng là khó thực hiện được vì là một thói quen hiện hữu từ một thời gian dài kể từ thời đại của những vị vua Miến Điện. Ông Jimmy Int, 56 tuổi, đã nhai trầu trong 16 năm qua và ông cho biết rằng không thoải mái khi phải từ bỏ thói quen nhưng sẽ ủng hộ luật cấm này. Bên cạnh hành động khạc nhổ làm thiệt hại tài sản, các nha sĩ cũng nói rằng là ăn trầu còn ảnh hưởng xấu cho răng và lợi. Theo Me Into thì chưa có tiến triển về luật này tại Quốc hội, nhưng nói rằng ông hài lòng với sự tường trình của một số tờ báo và giúp tạo sự cảnh giác trên vấn đề này.